phong sát Phương Ngô, Đảng và Vin vung cánh tay lồng lá. Phong sát là từ mà truyền thông mới sử dụng gần đây, nó có gốc Hán Việt. Phong có nghĩa là đóng kín, cấm không cho sử dụng, sát là sát hại. Hai từ này ghép lại mang nghĩa là khống chế một ai đó rồi ra tay triệt hạ. Trong những năm qua, bên Trung Quốc, một số nghệ sĩ hoa ngữ nổi tiếng đã bị chính quyền Trung Quốc phong sát. Các tên tuổi bị phong sát có thể kể ra như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phạm, vân vân. Họ bị chính quyền cấm lên sóng, không được tham gia hoạt động nghệ thuật và thậm chí có thể không được phát ngôn trên mạng xã hội. Nghĩa là chính quyền Trung Quốc cho họ bay màu khỏi làng giải trí. Với Phương Ngô, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang áp dụng hình thức tương tự. Phương Ngô là một người tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, đồng thời Facebook Phương Ngô là một trang được rất nhiều người theo dõi. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh thì trang Facebook với số lượng theo dõi khủng của ấy bị chính quyền ra tay tấn công theo cách bí hiểm nhất. Nếu lúc này tìm kiếm thì nick Phương Ngô đã mất tăm như chưa từng tồn tại. Trong khi đó, cô ấy vẫn đăng nhập được vào trang cá nhân của mình, vẫn nhìn thấy trang cá nhân của mọi người, nhưng không thể đăng bài và bình luận. Trang Facebook cá nhân của cô ấy nó như một người tàng hình vậy. Vẫn chưa rõ Phương Ngô đang đi lánh nạn hay đã bị bắt cóc rồi. Như vậy, trên mạng xã hội, Vin và Đảng đã làm mọi cách để nick Phương Ngô bay màu. Còn trong đời thực, công an cũng ra lệnh cấm xuất cảnh đối với cô mà không thông báo. Nghĩa là họ đã tung lưới bố giáp Phương Ngô và vòng vây đang siết dần. Cô thực sự gặp nguy hiểm. Cho đến thời này vẫn chưa có thông tin xác nhận là Phương Ngô đã té đi lánh nạn hay đã bị Tô Lâm cho quần bắt cóc. Phương Ngô là một nhà hoạt động xã hội. Cô dám lên tiếng trước các bất công. Nếu chính quyền của Đảng Cộng sản thực sự muốn Đảng trong sạch, môi trường kinh doanh trong sạch thì cần phải đảm bảo sự minh bạch thông tin. Nếu Phương Ngô đưa tin sai thì cần đưa ra các bằng chứng phản biện lại cô ấy, chứ không phải giở thủ đoạn bẩn thỉu để mà phong sát người lên tiếng như vậy. Còn về Vingroup, Đảng không cần phải bao che cho tập đoàn này. Nếu họ sai, hiện nay Vingroup đã được ra thế giới tham gia cuộc chơi lớn với thương hiệu của VinFast. Tuy nhiên, cả VinFast lẫn Vingroup vẫn giữ nguyên lối hành xử cộng sản và họ đang thảm hại trong vấn đề phát triển thương hiệu. Nợ thì tăng phi mã, nhưng thị phần xe điện thì không tăng. Nếu VinFast biết lắng nghe phản biện mà sửa mình, thì đâu đến nỗi thảm hại như ngày nay. Một khi xã hội bị triệt tiêu các phản biện, thì lúc đó cái xấu ung dung tồn tại và phát triển. Đó là lý do các nước dân chủ ủng hộ cho xã hội dân sự tồn tại và phát triển. Nếu có xã hội dân sự độc lập, thì Đảng không cần phải móc túi dân để nuôi các nhóm hội trá hình. Những hội nhóm chỉ biết xu nịnh, a dua theo Đảng mà không bao giờ đấu tranh chống cái xấu. Hiện nay, ông Vượng dùng cả tuyên giáo và công an để che đậy những vấn đề của Vingroup. Vingroup đang cố điều khiển tuyên giáo và công an để che đậy cho cái xấu của mình. Cách hành xử của Vingroup mang màu sắc mafia, mà trong đó Đảng đóng vai trò là kẻ đâm thuê chém mướn, được Vingroup sử dụng vào mục đích bất chính. Không biết đứng trên cao, ông Trọng có nhìn thấy sự cấu kết này là vô cùng nguy hiểm cho nền kinh tế và cả xã hội Việt Nam hiện nay hay không? Với sự cấu kết này, đối thủ của Vin làm sao có thể được đối xử công bằng cho được? Thay vì bị loại bỏ cái xấu, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại chọn cách che đậy, và đó là nguyên nhân cái xấu phát triển lớn dần. Từ cách làm của chính quyền, doanh nghiệp cũng chọn cách tương tự để tồn tại, miễn là họ thao túng được quyền lực nhà nước và dùng nó để phục vụ cho chính mình. Tất nhiên, muốn thao túng được quyền lực nhà nước, doanh nghiệp phải tốn rất nhiều tiền. Tuy vậy, họ thà tốn tiền làm trò xấu, còn hơn là dùng tiền đấy để cải thiện cho doanh nghiệp tốt hơn. Xã hội Việt Nam nát mọi mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Phong sát Phương Ngô, Đảng và Vin vung cánh tay lồng lá. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.
Vượng uống thuốc liều húc đầu vào đá tảng lần thứ hai. Vào ngày 22 tháng 2, các trang báo quốc doanh đồng loạt đưa tin VinFast xây nhà máy tại Ấn Độ. Thông tin cho biết VinFast cam kết sẽ rót 500 triệu đô la cho giai đoạn 1 của dự án nhà máy sản xuất xe điện tại Ấn Độ. Tổng số tiền đầu tư là 2 tỷ đô la Mỹ. VinFast cho biết sẽ động thổ dự án nhà máy sản xuất xe điện tích hợp tại thành phố ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ vào ngày 25 tháng 2. Động thái này diễn ra sau hơn một tháng kể từ khi biên bản ghi nhớ giữa nhà sản xuất xe điện Việt Nam và chính quyền của bang Tamil Nadu được ký kết. Trước đó, cuối năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng gặp tỷ phú giàu thứ hai của Ấn Độ, ông Gautam Adani. VinFast cũng bắt đầu các hoạt động tuyển nhân sự cho dự án ở vị trí quốc gia này. Tin VinFast xây nhà máy tại Ấn Độ. Khi có nhà đầu tư nước ngoài đến xây nhà máy, tất nhiên chính quyền địa phương sẽ đồng ý, bởi đây là cơ hội để giải quyết một lượng lao động của Ấn Độ. Ngay cả Mỹ cũng chào đón VinFast đến xây nhà máy để tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Có thể ông Phạm Nhật Vượng đưa ra yêu cầu xây nhà máy tại một nước Đông Nam Á nào khác thì chính quyền đó cũng sẽ gật đầu. Chính quyền các nước đồng ý cho VinFast xây nhà máy cũng vì lợi ích của họ, đó là lo cho dân có việc làm và giảm thất nghiệp. Đây là điều kiện kiên quyết để giành phiếu trong các kỳ bầu cử. Tuy nhiên, việc xây nhà máy và việc bán xe ra thị trường là hai việc khác nhau, phụ thuộc vào luật chơi của thương trường. Lúc đó, VinFast phải tìm cách để mà xe của họ được thị trường chấp nhận ở nước sở tại. Trước khi các hãng xe ô tô vào Việt Nam, họ thường khảo sát thị trường rất kỹ, họ phân tích xu hướng tương lai, có kết quả đáng tin cậy rồi họ mới quyết định có xây nhà máy hay không. Thời kỳ mới mở cửa để có những nhà sản xuất ô tô trên thế giới xây nhà máy, chính quyền của Đảng Cộng sản đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để chiêu dụ nhà đầu tư, trong đó có chính sách về thuế. Tuy nhiên, các hãng ô tô hàng đầu không dồn hết sức lực đầu tư vào Việt Nam mà họ chỉ đầu tư các dây chuyền lắp ráp, ít tốn kém hơn và tuyển nhân công cũng dễ hơn. Sau nhiều thập kỷ, các nhà sản xuất ô tô lớn cũng không nâng tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam. Họ vẫn chỉ giữ các dây chuyền lắp ráp là chính. Nguyên nhân được các nhà sản xuất ô tô đưa ra là ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam không đáp ứng cho họ. Họ không thể nhận các linh kiện kém chất lượng của các nhà cung cấp tại Việt Nam để lắp vào chiếc xe của mình. Đấy là bước đầu tư thận trọng ra nước ngoài của các hãng ô tô lớn trên thế giới. Họ nhiều vốn, có thương hiệu, thị trường đã chấp nhận thương hiệu của họ. Vậy mà họ vẫn đi từng bước để thăm dò. Nếu thị trường không như kỳ vọng thì họ vẫn không bị mất mát nhiều. Còn nếu như kỳ vọng hoặc tốt hơn thì họ sẽ rót tiền đầu tư tiếp. Ông Phạm Nhật Vượng đang dùng máu liều để mà kinh doanh. Với VinFast thì hoàn toàn ngược lại. Không cần biết dân Mỹ có chuộng xe VinFast hay không, bất ngờ ông Vượng sẽ làm liều xây nhà máy 4 tỷ đô la tại Mỹ. Tuy nhiên, cho đến khi nhà máy khởi công, người Mỹ vẫn chê xe VinFast và gần như hãng xe này bán ra thị trường chẳng được bao nhiêu. Mà một khi không được thị trường chấp nhận thì giá cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq cũng không lên được. Từ đó việc huy động vốn lại càng khó hơn. VinFast bị lọt vào vòng luẩn quẩn, bế tắc trên đất Mỹ như thế. Nay ông Vượng lại cho xây nhà máy tại Ấn Độ cũng theo cách thức mà ông đã làm tại Mỹ. Nghĩa là thích thì làm, chẳng cần dựa vào việc khảo sát thị trường, chẳng cần biết dân Ấn Độ có chuộng loại xe như VinFast hay không. Tuy nhiên, Ấn Độ là thị trường tỷ dân, dễ tính, nhưng mỗi thị trường đều có thị hiếu riêng của nó. Có xe bán ở thị trường khó tính rất chạy, nhưng bán ở thị trường dễ tính hơn thì lại khó khăn. Đã một lần nhắm mắt húc vào Mỹ và bị u đầu, giờ ông Vượng lại tiếp tục uống thuốc liều húc vào thị trường Ấn Độ. Không biết ông Vượng có thành công được hay không, điều này cần có thời gian để trả lời. Nắm doanh nghiệp tỷ đô mà ông Vượng như đang đánh cuộc với may rủi vậy. Cổ đông VinFast như đang ngồi trên xe bus do một tay lái lụa chở, quá mạo hiểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vượng uống thuốc liều húc đầu vào đá tảng lần thứ hai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất.
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de